Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Kính thưa quý vị, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Đồng Nhân, Quý Châu tràn trên đường phố. Nhiều phương tiện bị ngập, một số người phải nhảy khỏi xe để thoát thân. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập lụt. Lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc và Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào ngày hôm qua. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ ở Đồng Nhân, Quý Châu đang ảo ạt trên đường phố. Nhiều phương tiện bị ngập, một số người đã nhảy khỏi xe để thoát thân. Lượng mưa khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, biến bãi sông Vũ Hán thành bãi tắm. Và một ngày trước đó đã có mưa bão lớn ở Thành Đô ở Tứ Xuyên, Khuyên ở Quý Châu, Chenju ở Hồ Nam, Gangju ở Giang Tây, Quế Lâm ở Quảng Tây, Huệ Châu ở Quảng Đông và mưa cực lớn ở Liễu Châu ở Quảng Tây và Sơn Vĩ ở Quảng Đông. Ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 3, cảnh báo 6 tỉnh, khu vực gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy ở một số khu vực có thể lên tới 100-200mm. Từ ngày đầu tháng, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi ở Quý Châu gây ra lũ lụt. Video trực tuyến cho thấy vào 2 ngày trước, trong Grand Gyeju, nước tràn vào khu đô thị, mọi người vội vã trên đường phố tìm đường về nhà. Một số người dân đã quay video và hét lên, "Trời ơi, hãy nhìn mưa rơi." Lượng mưa khiến các con sông ở một số khu vực bị dâng cao, đường xá bị sập và đất trồng trọt bị ngập lụt. Một số xe tải ô tô con bị ngập quá nóc, một số người dân phải nhảy xuống thoát thân. Video cho thấy một đường hầm ở Quý Châu bị ngập trong nước lũ. Những người quay phim nói không xe nào vượt qua được. Cục Khí tượng Hồ Bắc đưa tin, mây dày đặc bao phủ bầu trời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mây cuộn, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to. Mưa to cục bộ kèm theo đối lưu mạnh như sấm sét, mưa to trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lượng mưa đã khiến mực nước đoạn Vũ Hán trên sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Một số vùng trũng thấp hơn ở bãi sông Hán Khẩu đã bị nhấn chìm trong nước sông, ở bãi sông trở thành bãi biển. Nhiều nơi ở Hồ Nam đã có mưa bão. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo một đoạn video nói rằng làng Gumayai ở Trương Đức đã bị ngập lụt. Một đoạn video khác cho thấy một vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một nơi nào đó ở Hồ Nam với những ngôi nhà bị cuốn trôi và cảnh tượng lộn xộn. Từ mấy ngày nay, tỉnh Shanxi ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo thông báo của thời tiết Hồ Nam, 6 trạm quan sát ở huyện Phượng Hoàng đã trải qua mưa bão lớn. Lượng mưa tối đa là 246,5mm ở thị trấn Du Li, thị trấn Liêu Gia Kiều. Lượng mưa lớn khiến sông Phanh Hoang, Châu Giang dâng cao. Lũ tràn bờ sông, tràn vào nhà dân, thành cổ Phanh Hoang bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến phố trong thành phố cũng bị tích nước ở nhiều mức độ khác nhau. An Huy cũng đã trải qua mưa lớn. Cục Khí tượng An Huy đã công bố tin tức vào ngày hôm nay. Tính đến 18 giờ 10 ngày hôm nay, Luan, Fengyang, Uhe, Bengbu và Heyuan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, yêu cầu người dân địa phương cần đề phòng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và trên diện rộng trong những ngày qua, mực nước của lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Châu đã dâng cao một cách bất ngờ. Theo tin tức do Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông công bố, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ ngày hôm qua, một số trạm thủy văn ở Quảng Châu đã có mực nước dâng cao lần đầu tiên trong 50 năm qua và một lần nữa trong 100 năm ở tỉnh này. Cùng ngày, do ảnh hưởng bởi mực nước dâng cao, lũ lụt quy mô lớn đã xảy ra ở cả hai bên bờ sông Châu Giang và Quảng Châu và các con đường cũng bị đình chỉ do bị ngập nặng. Theo tin tức từ Cục Thủy văn Quảng Đông, bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn, trận lũ số 5 năm 2022 xảy ra trên sông Tây Giang từ mấy ngày trước và trận lũ số 3 năm 2022 lần lượt xảy ra ở sông Bắc Giang và sông Hán Giang. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 ở Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang. Lượng lớn nước lũ đổ về hạ lưu khiến mực nước sông Châu Gia ở Quảng Châu và Phật Sơn dâng cao.
theo Hồng Kông Weihu.com vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, có thể thấy trên đường Nhanjiang Mide, Quảng Châu, một số lượng lớn bèo từ thượng nguồn sông Châu Giang trôi xuống và mực nước tăng nhanh chóng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, mực nước sông Châu Giang đã dâng hơn 1 mét. Dưới chân cầu Haiju ở Quảng Châu, lũ đã phá vỡ những viên gạch xi măng trên mặt đất và tràn vào đường Nhanjiang. Một số tuyến đường có nền tương đối mỏng manh bị ngập sâu hơn nửa mét chẳng khác nào xả lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, độ sâu ngập lụt của nhiều đoạn đường trên Nhanjiang Middle Road đã vượt qua 30cm. Có nhiều phương tiện lội nước lũ ngập nửa bánh xe. Các nhân viên giao thông vận tải Quảng Châu, quản lý đô thị, sửa chữa khẩn cấp thành phố và các bộ phận khác bắt đầu làm việc ở đoạn đường bị ngập, chặn nước bằng bao cát và cấm người đi bộ và phương tiện di chuyển tại khu vực này. Tại ga tàu điện ngầm Haeju Square, một số nhân viên nhà ga đã xuất hiện ở lối ra để theo dõi mực nước và thực hiện các biện pháp đóng cửa bất cứ lúc nào. Ông Chen, công dân Quảng Châu cho biết mỗi năm một hoặc hai lần, nước từ sông Châu Giang tràn vào khu vực đô thị ở Quảng Châu, nhưng năm nay đặc biệt rõ ràng là rất nhiều nước. Theo bộ phận thủy văn, mực nước sông Châu Giang sẽ vượt quá mức cảnh báo vào ban ngày và mực nước chiều cao nhất 1,1 mét trên đường. Cảnh báo sẽ xuất hiện ở khu vực đô thị trung tâm của Quảng Châu kể từ 11 giờ 30 phút trở đi là một lần trong một thế kỷ. Nước sâu 2,61 mét và vào lúc 12 giờ 30 phút, mực nước chiều cao nhất sẽ là 2,9 mét. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn trên lưu vực, mực nước các sông lớn sẽ lên trở lại sau khi mực nước rút, lũ có thể xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, một trận lở đất ở huyện Chengku, Trùng Khánh tạo thành dòng chảy lũ chậm từ một hồ đập. Vào ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã khảo sát địa điểm xảy ra sạt lở đất và khoảng 0 giờ 10 phút ngày hôm trước, một vụ sạt lở đất đã xảy ra theo hướng từ thị trấn Miaba, huyện Chengku, Trùng Khánh về quận Lỵ, chặn sông Liêu Giang chảy qua thị trấn Miaba và tạo thành một hồ đập đe dọa trực tiếp đến thị trấn Chengku, County Miaba, Pingba và thị trấn Daiju, thành phố Vạn Viên, tỉnh Tứ Xuyên và các thị trấn khác cũng như các làng và cộng đồng lân cận. Hiện hàng chục nghìn người dân trong vùng ảnh hưởng của hồ đập đã được di dời hoàn toàn. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên truyền Trùng Khánh Chengku cho biết, hồ đập địa phương sông Liu Yang sẽ được cho nổ lần thứ hai vào ngày hôm qua để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ, thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Yao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, đã đến thị trấn Miaoba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm trước, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Miaoba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối trên giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Yao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miaoba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc hội và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sepu. Phóng viên được biết, thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Liêu Giang đã được khôi phục, tuy nhiên con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chengku và các quận huyện xung quanh tại hiện trường cứu hộ đã được triển khai và công việc xây dựng đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày mai tại khu vực Liêu Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.